Xin chào quý vị và các bạn. Ở video trước tôi đã làm thí nghiệm về việc clo rất dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta bằng những sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, đánh răng, súc miệng. Hôm nay tôi sẽ làm một video để giới thiệu về khả năng lọc màu clo của thiết bị lọc nước gắn tại vòi có tên là Geyser Odo của hãng Geyser nhập khẩu tại Liên bang Nga. Geyser Odo là dòng sản phẩm lọc nước công nghệ nano và không sử dụng điện, không nước thải, lọc sạch, giữ lại khoáng chất tự nhiên trong nước cần thiết cho cơ thể. Vật liệu lọc Aragon 4-1. Với vật liệu lọc 4-1 giúp chúng ta có một nguồn nước chất lượng cao, loại bỏ được các hợp chất gây ung thư, hữu cơ, clo, sắt, kim loại nặng, nitrat và thuốc trừ sâu, các vi sinh vật, cải thiện màu sắc và mùi vị của nước. Hôm nay tôi sẽ tiến hành test clo trước khi qua máy lọc và sau khi qua máy lọc Geyser Odo. Tôi sẽ tiến hành lấy nước. Khi chưa qua máy lọc, tôi sẽ để ban ở chế độ chưa qua lọc. Tôi sẽ tiến hành cho 5 dung dịch test, giọt dung dịch test clo. Di chuyển màu vàng trong đó nước của chúng ta là nhiều clo. Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành lấy nước sau khi qua lọc ở vòi Geyser Odo. Tôi sẽ vặn van để chế độ nước qua lọc. Cho 5 giọt trong dịch test clo. Chúng ta đã thấy nước không đổ màu, chứng tỏ dung dịch sau lọc không có nhiễm clo. Sau đây tôi sẽ tiến hành thí nghiệm để chứng minh khả năng lọc màu của máy lọc nước Geyser Odo. Ở thí nghiệm này tôi sẽ tiến hành cho xanh methylene vào nước. Đây là dung dịch xanh methylene. Nước của chúng ta đã có màu xanh. Tôi sẽ tiến hành lắp hệ thống bơm qua máy lọc nước. Tôi sẽ để chế độ van ở chế độ nước chưa qua lọc và tiến hành lấy nước. Như chúng ta đã thấy, nước của chúng ta có màu xanh. Và tiếp theo tôi sẽ tiến hành lấy một nước khi đã qua máy lọc Geyser Odo. Tôi sẽ vặn van ở chế độ nước qua máy lọc. Nước của chúng ta bây giờ đã mất màu, chứng tỏ hệ thống máy lọc Geyser Odo có khả năng lọc màu rất là tốt.